Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh để con em sử dụng mạng xã hội để giải trí và giúp ích cho việc học tập của các em. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu mục đích cụ thể của con em mình. Trên mạng xã hội, Facebook vừa xuất hiện một nhóm riêng có tên là Hội Những Người Ghét Cha Ghét Mẹ. Nhiều người khi thấy nhóm này đã không khỏi bất ngờ khi bên trong có hơn 5.000 thành viên, chủ yếu là những bạn đang trong tuổi vị thành niên và mục đích chính là nói xấu ba mẹ mình ở đây. Được biết, hội những người ghét cha mẹ là một nơi để trút bầu tâm sự của những đứa con. Tuy nhiên, khi vào nhóm này, sẽ không khỏi ngạc nhiên với các ngôn ngữ hàng học, trút giận, bôi nhọ người thân và gia đình của các Gen Z. Đỉnh điểm là có những dòng trạng thái chia sẻ bản thân thấy hạnh phúc khi mẹ bị tai nạn. Những người con trong nhóm có thể ghét bố mẹ mình vì đủ thứ nguyên nhân, mà đọc xong người ta cũng phải ngây người các mâu thuẫn cơ bản dẫn đến sự nổi loạn ngầm và được thể hiện ra bằng các dòng trạng thái cây cú, thậm chí đầy từ ngữ tục tiểu, bao gồm mâu thuẫn khi bị bố mẹ đánh mắng, vì bị bố mẹ coi thường hay có yếu tố thiên vị, bạo hành, hoặc là mâu thuẫn vì xin tiền chơi game, mua điện thoại nhưng không được cho. Chủ yếu là các lý do rất nhỏ, đôi khi là cả tâm sự hả hê khi bố mẹ mình gặp chuyện. Mặt khác, trong nhóm cũng xuất hiện nhiều cá nhân bày tỏ sự khuyên ngăn hành động trên và cho rằng ba mẹ chỉ muốn tốt cho bản thân nên mới dạy dỗ như thế. Đáp lại hành động này là những câu chửi rủa, thù ghét với những ai có những suy nghĩ tích cực từ các gen sách, có suy nghĩ ghét cha ghét mẹ trong nhóm. Phải chăng việc cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội sớm đang là con dao hai lưỡi để các em có thể dễ dàng nói xấu, phê phán cha mẹ mình? và phải chăng quý phụ huynh cần thường xuyên tìm hiểu tâm sự của các em ở độ tuổi mới lớn để thấu hiểu sẽ chia thì mới không xảy ra tình trạng này.